Lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời, mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc bê đê quá à. Chắc bê đê quá à. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á, thì em có còn nghĩ bạn này là bê đê không? Tới giờ em vẫn còn nghĩ là ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta bê đê là sao? Lâu lâu cái hay này thì em chị nói cho cưng nghe nha. Chị nói cho cưng nghe nha. Dạ em tên là Thiên Phúc, hiện nay em đang làm trong nghệ thuật với lại làm bên ngành thẩm mỹ. Phúc là bên ca sĩ à? Dạ đúng rồi chị. Em đi hát xong rồi em mới làm thẩm mỹ. Cơ duyên nào mà chuyển qua ngành thẩm mỹ à? Dạ tại vì em có bạn cũng làm bên diễn viên luôn. Dạ thì bạn em làm bên ngành thẩm mỹ trước cái rủ em vô, thì lúc đó mình mới bắt đầu làm. À dạ. Còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một shop mỹ phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Bên này làm mỹ phẩm, bên này làm thẩm mỹ. Vậy chắc chắn cái cơ duyên mà khiến xui để cho hai bạn gặp nhau là chắc chắn là phải có dính dáng gì đó đến cái chuyện gọi là làm đẹp. Dạ đúng rồi. Ngày trước là tụi em làm chung thẩm mỹ luôn, thì sau này vợ em không làm trong thẩm mỹ của em nữa rồi mới chuyển qua ngoài làm mỹ phẩm riêng. Lúc đó là em làm chủ hay là em làm nhân viên? Dạ em làm bên kinh doanh. Kinh doanh. Dạ, à. Còn vợ em là bên thu ngân. Nhưng mà tại sao không làm tiếp tục nữa mà đi ra ngoài làm? Lúc đầu thì chồng của em là vô làm trước, sau đó em mới vô làm. Lần đầu tiên gặp á, em nghe mấy cái chị đồng nghiệp làm chung với em á thì nói là trong thẩm mỹ viện của mình á có một anh chàng làm ca sĩ. Trời, làm ca sĩ luôn hả? Chắc để mình ráng gặp mặt thử coi sao. À. Thì lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời, mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc bê đê quá à. Nghĩ em vậy xong đi đồn nữa anh, đi đồn hết nguyên công ty luôn. Mà lúc đó là đã nói chuyện với nhau chưa mà đi đồn? Dạ chưa. Dạ chưa, chỉ có chào hỏi một hai câu là ờ chào anh chào em. Chưa gì hết trơn. Dạ. Mà đã đi đồn. Dạ. Người ta nói dạ, tao bóng đó. Rồi tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Lúc đó là nhỏ là sao? Do là em làm bên kinh doanh á, nguyên một cái hàng ở dưới là người ta làm về giấy tờ để cho khách đi thẩm mỹ hết thì phải lại dưới thông qua. Ừ. Thì ba của vợ em á là làm chung với em trước, là em với ba vợ em là thân lắm. Rồi xong bà này mới vô, cái em mới thấy bà này ở ngoài quầy là ngày đầu tiên, cái em mới chạy từ ngoài quầy em chạy vô chỗ ba vợ em là trong phòng kế toán á, thì ba em làm kế toán trưởng, cái em mới kêu ôi anh Châu, là ba vợ em tên Châu. Ủa con gái anh hôm nay mới vô làm hay sao vậy? Nói à, cái bà vợ em kêu ờ à, đúng rồi. Ủa sao em biết nó là con gái anh? Thì em nghe mấy nhỏ nhân viên ngoại nói vậy. Nói ờ à, đây con gái của anh Châu đó. Cái xong kêu trời đất ơi, sao mà em thấy con gái anh dễ thương quá mà sao anh xấu dữ vậy? Cái từ đó là ba vợ em là ấn tượng với em luôn. Rồi sau đó là em nói chuyện ba vợ em nhiều hơn. Dạ thì cái kiểu của em là mỗi lần em đi làm á là em chào hết tất cả các người trong công ty luôn. Xong em mới ngồi xuống em làm. Cái ba vợ em cũng ấn tượng. Cái về nhà nói chuyện vợ em là khen em. Cái xong vợ em cứ kiểu là phản bác lại, ý là tôi nhìn cái thằng đó nó bê đê quá, nó lanh quá, nó lanh chanh, nó lôi trôi quá, nó khó chịu quá. Nhưng mà tại vì vợ em là bản thân bả ghét em cho nên là cái gì ở đó cũng, người ta cũng thích thấy đó. Ừ, dạ. Cái gì có mình phản bác thôi. Là em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em thì sao? Tức là em gặp vợ em là em có thích không? Hồi đầu thì em thích chị, nhưng mà một hồi nữa em thấy bà ghét em cũng ghét luôn. Tức là kiểu mình có làm gì đâu, tự nhiên ghét mình, ghét người ta. Chưa kể là đụng mình cái vụ đó. Dạ nữa. Đúng rồi. Mà cái dòng mà ghét em mà làm khó em hay chọc lắm, ngày nào cũng ra em chọc hết đó. Em chọc hoài luôn đó. Ủa chị làm nhà trong thẩm mỹ mà chị khó khăn quá, chị này kia quá, chị nhăn nhó quá, chị lên phường làm đi thôi, chị đừng làm ở đây nữa. Nói vậy cái bả càng ghét hơn. Nhưng mà sau thời gian cái em ra ngoài em chọc miết vậy, chọc miết cái thành thân luôn. Dạ. Khi mà em vô được mấy tháng thì hai đứa bắt đầu thích nhau? Làm chung khoảng 1-2 tháng vậy chị. Mới có 1-2 tháng thôi mà biến đổi từ ghét mà thành thương luôn. Nhưng mà dạ. ai là người mà có cái cảm tình trước? Chồng em có. Sau đó là đi theo đuổi cô này dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy đúng dạ. không? Dạ. Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen. Tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ờ ông này bê đê đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay dụ nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà hả toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là rồi. 3 tháng tụi em đi ăn lẩu rồi. Một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt con gái người ta về nhà luôn á. Là đâu kể con tôm nó có cái gì với em hả? Vậy tụi em đi ăn lẩu, bình thường em đi ăn gia đình là mẹ em lột tôm cho em ăn không à. Ừ. Còn đi ăn bà này cái kiểu em thấy bà không ăn tôm, em nghĩ là chắc là ở cái tính giống tôi rồi. Không. Rồi cho nên em bóc con tôm ra, nói ờ thôi chị ăn tôm không, em lột tôm cho chị ăn nha. Tự nhiên khoái mà em không hề biết bà khoái luôn. Mấy ngày sau nó ờ bữa em lột tôm chị ăn chị thấy vui quá à. Là từ sau này trở đi là đi ăn lẩu em lột tôm hết.
vậy đó. Ủa là vậy, nó đơn sơ một mạc quá em. Chuyện dạ. Tình con tôm lột. Lý do gì mà bạn này lột tôm mà em gục ngã? Tại vì bình thường em cũng thích cái mẫu người đàn ông hơi ga lăng một chút xíu. Cái lúc mà bạn nó lột tôm cho em ăn, tự nhiên em cảm thấy là dạ chắc bạn này thích mình thiệt rồi. Kiểu như thấy được tấm chân tình của bạn đó qua cách lột tôm như mình ăn như vậy. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á, thì em có còn nghĩ bạn này là BD không? Dạ. Tới giờ luôn. Tới bây giờ em vẫn còn nghĩ là... Ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay đây kìa em. Chị nói chứ cưng nghe nha. Là ổng hả tới bây giờ luôn hả? Vẫn còn như vậy. Hồi đợt mà hai chồng mới cưới nhau xong đi Malaysia chơi hưởng tuần trăng mật, anh đi xuống bước xe buýt mà ảnh cầm cái giỏ mà ảnh cứ đi nè, tung tẩy đến nỗi mà những người mà đi chung với em tưởng hai chị em đi chơi chung với nhau luôn. Chú em đi sao đâu mà người ta nói em vậy đâu. Bình thường vậy em đeo cái túi mà có túi tốt á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây mà đeo ở đây thì giống như mấy bà đi coi bói á, thì em phải đeo vậy. Thì em đi thử coi em chỉ có phải vậy thôi. BD đó trời ơi trời. Tại vì em đi quen rồi không thể nào túi nào men hơn được. Tại vì mình nắm thử đi thử thôi. Nó coi đàn ông người ta đi nè, ta đeo một cái túi nè, đàn ông nè, không đàn ông mà đi nè. Đó thấy không? Đó thử là không á, còn cái tướng mà đàn ông nghe mà nãy em đi nè, cái tướng của em là nghe. Tại vì là đàn ông nó có nhiều thứ mà vợ em cái gì cũng bắt bẻ em được. Nhưng mà nó nghe nè, anh cũng vậy nè, có những lúc cái cử chỉ của anh nó rất là 3D, nhưng mà anh khẳng định anh là manly. Đó. Thì đó, mà chị mới nói em nè, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Còn cái nội tình bên trong thì sao? Anh sao? Rất là man vậy. Man à? Đó. Ok không? Ok. Trả bài đều đặn hơn. Đó. Vậy làm sao BD được? Rồi nó nghe là hai đứa quen nhau bao lâu thì cưới nè. Dạ từ lúc anh con tôm tính ra 3 tháng tới lúc là đám hỏi. Rồi 3 tháng nữa là tụi em đám cưới luôn. Trời ơi trong năm chưa tới 6 năm. Rất rẻn. 6 tháng đó. Ủa mà lý do? Sao kỳ vậy? Dạ cái vấn đề ở đây là tại vì bà này. Lỗi của bà không đó. Cái gì cũng bà hết trơn á. Tại vì cái tuổi em tự cảm thấy mình còn nhỏ luôn. Nên em suốt ngày em đi chơi, tức là chiều là em đi giải công ty nè, tối em đi hát về, đi chơi rồi tới khoảng 2-3 giờ mới về. Thì cái kiểu vậy thì em nghĩ là bản thân mình chưa lấy vợ được đâu. Xong cái bà này kêu anh có nhắm anh quen em lâu dài không, rồi mình có tiến tới đồ này kia không. Không thôi, tại giờ em thấy em cũng lớn tuổi rồi, anh tính coi mốt không em tìm người nào thích hợp hơn, tại vì gia đình em cũng có giới thiệu anh đó đồ vậy đó. Cái em mới nói chết rồi, vậy không được. Một là coi như là bỏ độ này luôn, còn hai là phải làm cái đàng hoàng. Đúng rồi, chúng ta là gác hốt. Dạ đúng rồi. Chứ xong em về em nói mẹ ơi giờ con muốn cưới bạn này. Mẹ em không biết nhỏ nào luôn, nhưng mà mẹ em cũng kêu luôn là thôi cứ kêu nó đi chơi chung đi, rồi để ba mẹ coi sao. Bởi vì ba mẹ qua nói chuyện với ba má nó. Ba vợ của em á thì sợ vợ em ế, còn ba của em á thì sợ em BD. Mà nói mẹ em kêu em ơi giờ em coi sao cho 1 phút lấy vợ nhanh chứ mốt không nó BD là rồi luôn đó. Mà mẹ của em á về nhà không thấy em. Ủa thằng BD chưa về hả? Ngày đầu tiên về nhà vợ em mà lộn luôn. Thì ở dưới người ta nấu ăn, mình mới về nhà ta mình phải phụ đồ vậy, mình chưa lên. Cái xong mẹ em hỏi ủa sao BD nó chưa ngồi mà trời nói bịt miệng kịp. Ý là thành quen miệng luôn rồi. Có hai bên đông đủ luôn. Dạ đầy đủ hết trơn, thiếu ai hết. Cái ngày đầu tiên tức là tụi em có sống thử với nhau không? Dạ không có. Em không luôn á hả? Dạ. Em kiên hùng tới cái mức mà em vẫn sợ ảnh vậy mà em cưới luôn. Đúng ra là phải thử chứ luôn. Tại vì em thấy là thôi mình cũng đàn ông quá rồi, cứ bà BD về chắc cũng không sao đâu, bù qua sức. Dạ đúng rồi, ở nhà vợ em là như trời ơi Thảo ơi. Dạ. Cái đêm động phòng sao? Đêm đó. Dạ tụi em là không có đêm động phòng luôn, mà em là em chịu không nổi, em không thể nào đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á là sẽ là ra mắt hai họ. Rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về tụi con nghỉ ngơi nha, nhưng mà thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm đặt buổi tối buổi trưa tranh thủ làm, tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi, cho nên buổi trưa làm quốc liền bạch mấy ca luôn. Sao lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bỡn hở, em mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không là con vợ. Bữa đó gom ngon lành không? Dạ tiền cưới á, là buổi tối á, chưa có đếm hết nổi. Thì tại vì mình đếm á, là mình phải ghi giấy để mai mốt mình đi mình trả lại cho người ta. Cái quá trình nó dài quá thì nửa chừng thôi mệt quá, mẹ em cũng mệt mà bả cũng mệt. Xong ngủ, sáng sau dậy chị, em dậy lúc đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ. Mở mắt dậy ra, không thấy vợ đâu. Trời em hết hồn luôn, nó chết.
cha tôi rồi. Tự nhiên tối đang ngủ mới ngủ dậy, mở mắt ra chết cha vợ nó mất tiêu rồi. Tưởng mất vợ. Dạ, mà em không gọi bả liền, em gọi điện cho mẹ em. Mẹ, mẹ thấy bà Vi đâu không? Mẹ em cũng mới, mẹ đâu có biết đâu. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ nó lấy xe đi đâu rồi mẹ không biết luôn. Nó chết cha rồi. Em chạy mầm xuống dấp chân té mà cái ống quyển em sưng lên luôn anh. Xong em chạy qua mẹ em, mở ra thấy hai mẹ con ngồi đếm tiền. Em nói wow, dễ sợ luôn, nói còn cái gì để chơi không? Em đi chơi, em mẹ chơi đúng không? Dạ. Mà ở nhà em với vợ em mà gây cái hơn là mẹ em binh liền. Mẹ mà thấy con mà lớn tiếng với con Vi một cái chắc với mẹ hay chưa. Trời ơi. Hai đứa lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tính tới bây giờ thì khoảng được 1 năm 3 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi, có một bé 5 tháng rồi. Bé trai gái? Dạ con gái. Dạ con gái. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ôi. Dạ. Ở nhà hai vợ chồng có bày trò chơi rồi chơi vui với nhau được không? Nói chung vợ em á, hai đứa không chơi chung với nhau. Mà bà này thích làm mấy trò khùng trò điên. Bình thường em đang ngồi làm việc, kiết khều. Anh em làm thằng lằn cho anh coi. Đủ thứ trò rồi, em lặn gà cho anh coi. Kiểu xúc. Đi Malaysia mà anh biết cái đường đi thang máy. Cái đường mà cái thang đó là thang máy để mà mình vận chuyển hành lý lúc mà mình ở bãi sách đó. Kêu em quay clip lại rồi xong mà ngồi vách tường. Xong ngồi dưới xè tay ra xin. Mẹ bây giờ mẹ làm, mẹ con làm ăn xin, còn mẹ là người cho tiền nha. Xong ngồi ngay góc tường. Mẹ em chứ phải mẹ bả nha. Xong dựng clip ghép nhạc đứa bé vô. Hay lâu khô cuộc đời em. Y như thiệt vậy đó. Nhìn tưởng ăn xin thiệt luôn. Mà em là người quay hả? Em là người quay luôn. Em cười quá trời cười luôn. Mà xung quanh tôi tưởng là trời, gia đình này chắc nó bệnh hết rồi. Đó, cái đó là có thể gọi là tật xấu không? Dạ cái đó chưa xấu nữa. Giờ tới phần khui thật xấu. Khui luôn. Chồng em thì rất là cọc tính, rất là nóng tính. Giống như em nhờ anh ơi làm giùm em này, giùm em này đi. Nhờ làm không được là bắt đầu cọc. Cọc lên là đập đồ. Thôi em làm, không làm nữa, không làm nữa. Mà thường đập cái gì? Khôn lắm, đập gói luôn rồi. Để cho được bể đồ. Mỗi lần nó giận lên như vậy là em nhìn em sợ không? Hay là em mắc cười? Em không có sợ mà em cọc lại. Kiểu như ai nóng tính với em là em nóng tính lại. Thành ra là hai chồng gây nhau thôi. Còn thêm một tật xấu nữa là hay, rất là hay vứt đồ đạc bừa bãi lung tung. Rất thích xì hơi. Thôi không có được gì nè, để người ta nói nè. Thích xì hơi mà thả bơm rất lớn luôn. Nhiều khi em đang ru con ngủ, thả lớn đến nỗi mà con giật mình. Con em á, tối nào nó ngủ là em phải ôm trên người rồi em hát một hồi nữa nó mới ngủ. Nó vừa ngủ xong cái chuyển mà bà này để cho bà này ôm rồi để cho nó bú. Nó đang ngủ là em làm cái bấm một cái nó giật mình luôn rồi xong bà chửi. Thằng điên, mày biết nửa giờ không? Bây giờ nó đang ngủ nha. Trời ơi. Mà mỗi lần thả xong trời ơi mặt ảnh sảng khoái lắm. Thôi em đó. Dạ. Vợ em thì cái kiểu vợ em là tức là nhiều khi không có chuyện gì cũng nóng. Thứ nhất là cằn nhằn em mỗi lần em bực mình lên á tại em muốn im lặng để cho từ từ em bình tĩnh rồi nói chuyện. Còn bả là em đang nóng. Bây giờ anh nói đi. Từ nãy giờ là em bực mình anh lắm rồi đó. Tại sao anh về anh đi không đi thang máy chúng em mà anh đi riêng là anh thái độ anh nói đi. Nói, bây giờ em muốn nói đúng không? Ok, rồi xong anh chửi tan nát luôn. Tức là bả không có chuyện gì, bả nóng mà bả phải để cho người ta bình tĩnh là bả nói. Còn bả muốn liền. Bả là châm dầu vô lửa luôn. Dạ. Là cho nóng luôn. Mà thích như vậy. Rồi hai vợ chồng gây nhau. Em thì muốn nói nhỏ nhỏ thôi. Hai vợ chồng biết. Còn bả nó gào lên. Anh có bị điên không? Ba ơi, mẹ ơi. Bả làm chuyện gì là khán giả phải coi. Đó, vậy đó. Còn gì nữa không? Dạ, cằn nhằn. Không phải cằn nhằn, đó người ta gọi là lải nhải á chị, lải nhải á. Thí dụ như mấy mốt anh làm ơn nha, anh rảnh á, anh giặt đồ cho con giùm em đi. Thay vì người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, chừng nào anh rảnh anh giặt đồ giùm con cho con giùm em nha rồi. Không. Anh giặt đồ giùm con đi. Anh ở nhà làm gì? Anh chơi không à? Ngủ không à? Không biết giặt đồ cho con. Trời đất ơi, em nói biết bao nhiêu lần vụ đồ rồi. Một tiếng đồng hồ chỉ để nói vụ quần áo và giặt đồ cho con thôi. Đó là lại nhảy đó. Dạ. Rồi xong hồi đầu cái kiểu nói chuyện cọc lóc tự ái cao vô cùng. Hồi đầu mà em vừa mới cưới về, số điện thoại để cho biên tập bầu show ta gọi điện cho em á, em để cho vợ em nghe hết. Ở đang ngồi trên xe hơi ba vợ em chở đi á. Alo anh, búp xô anh, chừng nào anh? Ok, nhiêu tiền? Rồi mà nói chuyện bút sâu giống như đi chợ vậy á. Nhiêu tiền? Mấy giờ anh? Rồi, bầu xô, trời. Ông đó không biết ai luôn, tắt cái cục. Xong rồi điện lại cho em. Ủa em nãy ai mới nói chuyện anh vậy? Em coi lại cái thái độ của quản lý của em. Thôi em hết hồn luôn. Thì bả như vậy, thí dụ như là sai thì em phải nói là mình phải biết tiếp thu. Em đang sai đó. Cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào gọi vậy? Nghỉ hát đi, không hát nữa. Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Bả sai. Bả chửi ta như bả đúng gì đó. Bả nói hên là chỉ có một người thôi chứ hai ba người là anh ở nhà chơi luôn em. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, vợ em thì em biết là vợ em nóng tính thiệt. Nhưng mà có chuyện gì mà em đang muốn im á, tức là hiểu em rồi để cho em từ từ em nói chuyện. Nên em là cái kiểu của em là sau một giấc ngủ là em quên hết chuyện cũ. Còn bả là bả thích
phải giải quyết rõ ràng, mọi người phải rõ ràng, kinh chuyện nào chuyện đó, 1-1, 2-2 rồi mới ngủ, đừng có ôm cái bực trong lòng mà đi ngủ. Rồi mà em thì em muốn thôi từ từ đi, từ từ để cho anh nguôi đã rồi nói chuyện. Không, rồi hiểu ý ông chưa? Dạ hiểu. Rồi tới Thảo đó, em muốn ổng thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là chồng em gọn gàng hơn, vấn đề quần áo hơn chút xíu, đừng có bày bừa đây. Bây giờ em có em bé nữa, chăm con nó mệt rồi, đi làm rồi chăm con rất mệt này, về nhà về phòng thấy phòng nó bừa bãi á, thì cảm thấy mình rất là mệt, mình bực bội thì mình cằn nhằn thôi. Cho nên em cũng mong mà chồng kiểu như là xếp sắp xếp gọn gàng mọi thứ một chút xíu giúp em, để đỡ đần em trong công việc nhà một xíu. Đó, cái chuyện đỡ đần trong công việc nhà đó là phải đỡ đó. Dạ. Mà con mới có 5 tháng, cái tuổi này là đầu là ăn dặm nè, mọc răng, mọc cổ rồi nó đủ trò, nó mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thôi chồng mình nó nóng quá, thôi mình cũng dịu dàng lại chút. Nhưng mà cái thời điểm này đang dễ bị trầm cảm lắm á nha. Đúng rồi. Cho nên là đừng có chọc ẻm. Đó, chọc gái lớn á. Bây giờ cưng gái lớn, chiều gái lớn xíu. Chị nghĩ vậy nè, em có buồn cái gì ảnh trong thời điểm này nha. Hay là em bực mình cái gì là em nói. Em cứ nhỏ nhẹ em nói, em đừng có giữ trong lòng. Giữ trong lòng dễ bị trầm cảm lắm. Nhiều khi mình tự ái đó, cái mình nói mình ghét quá, mình tự ái, mình giữ gì cái mình tự buồn vậy đó, tự buồn. Hoặc là nhiều khi ôm con xong suy nghĩ buồn, ba con bây giờ hết thương mẹ như ngày xưa rồi, ABCD suy nghĩ á, hiểu không? Đó, cái là càng ngày càng tích lũy lại. Không ấy, tại vì chồng em rất là dễ thương luôn, duyên dáng vậy đó, hoạt bát duyên dáng, cho nên mình cứ việc nói. Lúc trước á, hai vợ chồng em cũng cãi nhau về cái vụ mà chăm con rất nhiều luôn. Lúc mới sinh xong thì kiểu như tâm lý mình thay đổi á, mình cũng hay cọc cằn nóng tính lắm. Nhưng mà sau thời gian em nói chuyện với chồng á, thì chồng cũng đỡ đần cho em rất nhiều về những cái việc mà làm việc nhà rồi giặt đồ cho con, trông con thì cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì nó cũng cảm ơn chồng đã hiểu cho vợ. Nắm tay cái đi. Rồi, nè. Khẳng định với chồng đi. Chồng là đàn ông. Bề ngoài em nói với người ta là nghĩ chồng bị đời, trong lòng em nghĩ là chồng em là 100% là đàn ông. Đã được rồi, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai em. Anh này là giống bị đê lắm. Về thì ổn quá, ổn quá. Lại đây, muốn nói gì lại đây. Em giống như ổng làm em giống như là trâu bò. Trời ơi, lùm nước lau nhà đi rửa chén. Tên là Tôn Thị Hương Giang, em 25 tuổi và em là đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm. Em vẫn còn đang đi học. Còn em? Em tên là Tăng Thành Tính. Hiện em đang là công chức nhà nước, năm nay em 27 tuổi. Ở chợ. Tôi nhắm mắt lại nè, tôi tưởng tôi trên sân khấu giờ có hai cô dâu. Đúng rồi, sao giọng em mỏng manh vậy? Tại yêu đuối mà gì? Cái lúc mà em gặp Tính á, em có cái cảm giác giống như chị Danh Thuận mới có cảm giác đó không? Dạ, giống chị. Lúc đầu em nhìn anh này là giống BD lắm. Em còn đi hỏi có thường mà nó cái anh này có bị BD hay không nữa. Để cho cái gọi là cái nói chuyện đó thoải mái với lại là nó cởi mở hơn á, thì bây giờ em khẳng định một tiếng anh có BD hay không đi. Dạ không, lấy về là biết chắc chắn không phải BD. Tại BD không bao giờ có con nữa. Không, nhiều khi cái chuyện có con hay không có con nó không có đánh giá cũng như quyết định được cái chuyện đó. Đúng rồi nhỉ. Mà cái chuyện mà để có thể khẳng định được là có hay không á, nó lại rơi vào khía cạnh khác. Khía cạnh riêng của hai vợ chồng cơ. Rồi, cái đó tôi không có nói đâu. Tính bằng ấn tượng ban đầu của em thì anh tin chắc rằng là em sẽ ngất ngay với cái nhan sắc này của cô dâu. Dạ chính xác. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với bé Giang á thì là một cô bé nhỏ nhắn xinh. Mà lúc đó là mặc cái áo dài truyền thống rất là đẹp, rất là dễ thương. Ở lúc đó là gặp ở đâu? Gặp ở đâu? Dạ lúc đó em đang là cán bộ chứng giấy tờ ở phường thì bé Giang mới vô để chứng giấy tờ. Mà lúc đó là Giang làm gì mà áo dài? Học sinh. Dạ hồi trước là sinh viên của trường Đại học du lịch. Ủa trời, sao học hai trường luôn rồi? Để sau khi quen anh này không cho em học bên du lịch nữa, bắt em phải đi vô sư phạm. Dạ đúng rồi, tại học du lịch thì sau này sẽ đi nhiều nơi lắm, thì em sợ sẽ không có giữ được. Giữ được phải không? Không có giữ được cô ấy phải không? Cô ấy đẹp quá mà. Như vậy có nghĩa là chị có một cái cảm nhận là khi mà tụi em gặp nhau ở lần đầu á thì nó sẽ có một cái sự rượt đuổi, mà cái phía rượt đuổi là về bên đây phải không? Dạ đúng rồi, em chủ động tấn công trước. Là em sau khi mà em điều tra thì em biết là cái cô này á là sinh hoạt đoàn ở địa phương đó, thì em mới thông qua cái chị bí thư đoàn là em mới nhờ làm mai với cái cô này. Rồi là quen nhau là do làm mai. Dạ, lúc đầu á là chị bí thư đoàn á cũng hay dò hỏi ý kiến của em, đó là Tính hiền lắm á, em thấy Tính làm sao. Với em mới trả lời là
Ôi anh nói BD mà quen gì chị ơi. Cái hả Nguyễn Hữu Đoàn nói là muốn biết BD không quen thử thì biết. Cái bữa đó anh này cũng chơi chiêu lắm, rủ chị Nguyễn Hữu Đoàn rủ em đi bơi. Mà lúc mà đi bơi á thì em có ấn tượng với anh này, mà ấn tượng với bạn của anh này. Tại cái hả anh kia nhìn men hơn, còn anh này hả nhìn hả có body gì đâu mà xương ruột trên xuống dưới. Thôi nói nghe nè Tính. Dạ. Tại sao không rủ đi một cái nơi khác, ví dụ như đi chơi game, đi cà phê, đi ăn uống mà rủ đi bơi, ý đồ gì không? Đi bơi thì mình dễ nói chuyện rồi dễ này nọ đâu kia hơn. À này nọ ngồi kia là như này không? Rồi cái bữa đó có này nọ nọ kia được không? Dạ không được chị. Trời ơi dễ gì chị ơi. Vừa định rủ ra là đi vô, rủ ra là đi vô liền. Nhưng mà anh này lúc đó ghen lắm anh ơi. Em như em đi chơi đi bơi coi như một lần chung với ảnh, thì em cảm nhận là ảnh là đàn ông chưa? Cái sự mà ngờ vực BD của ảnh thì cũng giảm đi. Còn một lần á là ảnh kêu em là cá cược vào mùa World Cup. Anh nói em là bây giờ á nếu mà hả em mà thắng anh á thì hả anh cho em nguyên tháng lương của anh. Còn nếu mà em thua em phải cho anh á mỗi trận vậy là một cái hùng. Mà lúc đó em cũng nghĩ là anh này chắc không dám đâu, nếu mà em thắng á em xài cho bỏ tức. Mà rốt cuộc thua hết 3 trận liên tiếp. Rồi sao nữa hùng không, có hùng? Dạ có chứ. Lúc đó là bé Giang rồi về. Thì lúc đó em mới nghĩ là không lẽ giờ mình về thì uổng quá, uổng quá, cơ hội ngàn năm có một. Thế em mới nói luôn, em nói bây giờ về phải không? Về thì trả nợ đi, không có về. Đó thì lúc đó là đứng dậy, hùng hổ lắm, nhìn em đầy thách thức như nè. Lại đây, muốn lấy thì lại đây. Đó, lúc đó là em nghĩ là chứ không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hùng ở đâu? Dạ ba cái hùng má. Hùng ba phát đúng không? Dạ không, em hùng một cái à. Ba cái hùng má em gom là anh cái hùng môi. Ồ. Bữa đó mình răng đó, phải không? Mà không sao không tả được, không nghĩ được luôn. Không lẽ giờ không đồng ý không thử mà. Đại em. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi anh. Còn chỉ có còn hơn nhưng mà ở đây thì mình tạm thời là dừng ở đó thôi anh. Rồi lúc đó sao, thấy cảm giác làm sao? Lúc đó hả em cũng thấy hơi run run, còn cô không biết, em không có nói được cái gì nữa. Cái ảnh mới hỏi em câu đó, em cảm thấy như sao? Cứ em nói không biết nữa, thấy cái đầu óc trống rỗng mà không biết nghĩ gì nữa. Thấm rồi em. Mà về nhà thấm không? Dạ cũng thấm. Nhưng mà coi như bữa đó là xác định là như là cái cảm giác của mình là bị lộn rồi đúng không? Dạ. Rồi cho hỏi nè, sau cái hung đó là hai bạn đã bao lâu nữa thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Dạ sau ngày đó là hai tụi em quen nhau luôn. Nghĩa là sau đó là bạn yêu nhau. Dạ. Vậy trong lúc yêu nhau có cái gì đó nó vui vui kể chia sẻ cho anh chị nghe. Dạ yêu nhau thì cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà có trận nảy lửa nhất là lúc mà em phát hiện là ảnh nhắn tin với người yêu cũ. Lúc đó ảnh ha bị đau đột thừa phải vô phòng cấp cứu mổ á. Lúc đó ha mình đang lo, mình ha sợ lắm. Lúc ảnh vô phòng cấp cứu á em mới lấy điện thoại ra em cầm dầu dầu cũng coi. Ai ngờ phát hiện được cái tin nhắn của ảnh, mà tin nhắn mùi mẫn lắm. Gì dạo này em thế nào, lâu quá không gặp em, anh nhớ em quá, em rảnh không mình đi uống cà phê nha. Anh đang mổ đó. Dạ. Nếu người ta không trả lời, anh còn nhắn thêm câu nữa. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Giờ lúc đó hả máu em lên tới não rồi. Sao rồi em xử lý sao? Thôi đi lúc đó. Mà em đang nóng mà em nói, chẳng lẽ vợ hả mà không bệnh cho em vô xong vô phòng cấp cứu quýnh cho một cái lọt hả có bằng cao luôn quá. Mà cuối cùng thì sao? Em đi về luôn, bỏ mặt đó luôn. Đấy, thích. Nhưng mà lúc đó là em chủ đích là em bắt cá hai tay luôn hả? Dạ không chị, cái đó là lúc đó là người yêu cũ em là có chồng rồi. Thì chỉ là hỏi thăm tình cảm. Hỏi thăm gì mà anh nhớ em quá là sao? Tại vì tình cảm mà chị. Hỏi thì kỷ niệm nhớ, mà. Bạn bè nhớ. Dạ đúng rồi. Mắc cười quá, làm sao có chuyện đó được. Đã thôi rồi còn nhớ nhung người này kia nọ mà đang bệnh thừa sống thiếu chứ. Thường là những nào người ta gần đất xa trời đấy. Người ta hay nói những cái điều thật lòng đó. Rồi kể từ sau bữa đó tới giờ là đã rút kinh nghiệm chưa? Dạ rút kinh nghiệm lên. Bây giờ tin nhắn là tới là em xóa hết. Xóa liền đúng không? Dạ. Mà giờ vẫn còn nhắn đúng không? Dạ không có. Gài em không à. Ở khi mà lấy nhau về thì em có một cái gì đó nó gọi là vô cùng ngạc nhiên về chồng không? Dạ có, dạ nhiều lắm. Đêm tân hôn mất hồn không?
Dạ cũng hết hồn, bạo lực á. Ổng nhìn sau khi mà cưới á, điều mà hả, ổng mà BD chắc không phải là BD. Em giống như ổng làm em giống như là trâu bò, con gái. Nhiều lúc em cũng nổi điên lắm. Mình hưng phấn quá, mình không có kiềm chế được cảm xúc được. Chồng của em á, gì mà bạo lực ghê ha. Cái giọng nói chắc là do có cái dây thanh đới bị mỏng manh quá thôi. Chứ còn không có cái gì mà biểu hiện đây là một cái người không phải đàn ông hết trơn. Dạ đúng rồi. Còn em tính không? Ví dụ còn vợ em có thật xấu không? À, dạ vợ em hả? Thật xấu thì điển hình nhất là cái càm ràm. Nói nhiều lắm. Có một việc mà nói hoài bực cái mình. Em á thì em chú trọng tới kết quả. Cái công việc đó lúc nào làm cũng được, miễn là nó thành công là được rồi. Mà cứ nói gì làm trước đi, làm sớm đi. 11 giờ khuya mà còn kêu em giặt đồ cho con. Mà chịu nổi không? Tao mình lúc đó đi làm về mệt gần chết nữa. Em nói thôi để ngày mai giặt cho nó. Không được là không được, phải làm liền. Theo kiểu gì á. Mà phải ra giặt. Dạ đúng rồi, không giặt đâu cho ngủ anh. Có nghĩa là cầm ràm suốt vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hậu đậu. Ví dụ như là cái này là điển hình nhất nè. Là hồi trước là lúc mà em mới dẫn về nhà lần đầu tiên á. Là ăn cơm với nhà em, gia đình em. Thì ăn xong rồi cái rửa chén đó, bay vô dành rửa chén làm tùm lum tà la hết một đống chén luôn. Mình thấy cũng ngon rồi, vậy là đối cha mẹ là ngon rồi. Nhìn lại mới thấy trời ơi, lùm nước lau nhà đi rửa chén, trời ơi nguyên cái nước lau nhà chà bá luôn. Dạ không để ý hả em, hay là tại dạ, vì tại đó là lần đầu tiên rửa? Dạ tạm phải, tại vì á cái bình lau nước lau nhà với bình nước rửa chén nó y nhau. Không biết là em lấy lộn nước lau nhà nữa, ông nói em mới biết là em lại lấy lộn nước lau nhà em đi rửa chén. Lúc đó có mét với mẹ không? À, lúc đó mẹ em phát hiện chị. Dạ. Mẹ phát hiện luôn hả? Rồi mẹ nói sao? Dạ mẹ em rửa lại, không nói gì hết. Dạ mẹ em rửa lại. Lúc đó chắc quê dữ à. Trời ơi, mấy tháng trời em không dám vô nhà ăn cơm luôn á. Rồi gì nữa không? À, dạ lúc cưới nhau thì có một cái tật là hay sai giặt á. Là chuyện gì cũng sai chồng. Là nhất là những lúc em đang chơi game là cứ sai. Khuấy sữa cho con, lấy đồ cho con, cái gì cũng sai mà toàn những cái chuyện giặt giảnh không à. Mà trong phải. Trong cái đó làm được mà không chịu làm. Quan điểm em là lấy chồng về là phải chồng phải làm cho mình, những chuyện đó nếu mà không có chồng thì mình cũng làm. Đây là tư tưởng mà phương Tây nè, đúng không? Tư tưởng phương Tây nghĩa là vợ chồng là phải cùng làm. Dạ đúng rồi. Nếu mà em nấu ăn á là không phải đứng đó không làm gì cũng được, mà phải đứng đó giờ mà em làm cũng được. Cái không vụ được mà... chơi game đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vụ mà chị nói tư tưởng Á Đông, tư tưởng phương Tây đó, là em thấy cái vụ mà vợ mà nấu mà bắt chồng đứng nhìn của là em không biết phương nào luôn. Đúng không? Nói kìa, hai bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì? À, dạ riêng em thì em mong muốn vợ em là bớt hậu đậu đi một tí. Đó, rồi bớt xài giặt chồng đi. Rồi bớt có càm ràm đi, nhức đầu lắm. Bớt càm ràm. Bớt hậu đậu xài giặt, bớt càm ràm. Còn em muốn chồng em thay đổi thì sao? Dạ em muốn chồng em thay đổi là hả, bớt cái tính vô tư đi. Vợ nói một lần là phải nghe. Anh Bin đứng hình. Anh Bin là đứng hình luôn, không biết nói sao bây giờ. Vợ nói phải nghe, không được cãi đâu. Thực ra nhìn hai bạn á, có một cái gì đó nó về hình thức thôi, nó không có tương xứng lắm, đúng không? Đúng không? Nhưng mà rõ ràng là nãy giờ á, tôi để ý tôi thấy vậy nè, khi chồng nói á, vợ nhìn chồng rất là ngưỡng mộ. Quên nhìn anh Bin luôn. Thường là các cô dâu hay nhìn anh Bin nè, nhưng mà riêng cô vợ này cứ nhìn ngưỡng mộ. Rất là trìu mến. Trìu mến vô cùng luôn. Đúng không? Thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng á, là không cần phải nói nhiều, tin chắc rằng á, các bạn sẽ sống rất là hạnh phúc. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn.